Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời trên sóng truyền hình An Viên. Thưa quý vị, mỗi một chương trình chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một vị khách mời thành công ở lĩnh vực nghề nghiệp của họ, để lắng nghe họ chia sẻ nhiều hơn câu chuyện đời, chuyện nghề, để xem là với tinh thần Phật Pháp đã mang tới cho họ những điều gì trong cuộc sống. Và khách mời đến với chương trình ngày hôm nay là một người bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn nổi tiếng trên mạng xã hội với việc cung cấp và chia sẻ tới cộng đồng rất nhiều những kiến thức hữu ích về sức khỏe. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Trần Quốc Khánh đến từ khoa phẫu thuật cuộc sống Bệnh viện Việt Đức. Xin chào Thùy Linh, xin chào tất cả mọi người. Mình theo ý thì có thể mình sẽ giúp được mọi người một cách nó đầy đủ hơn. Nó trực tiếp hơn nữa, chứ không phải là mỗi cái chuyện giúp tiền bạc là cái cống chở này. Nhưng quan trọng nhất là mình làm được những công việc mình yêu thích này, mình thấy vui vì công việc đấy này, công việc đấy mang lại cho mình những giá trị cho cộng đồng, cho xã hội này, có ý nghĩa nhân văn đâu cả này. Tôi là một điểm đến để cho phòng công tác xã hội bệnh viện hãy gọi điện và Khánh ơi, có cá khó lắm, giúp được không? Thế là tôi lại bảo tôi gửi thông tin hồ sơ xem nào, sau đó tôi sẽ chuyên môn thì tôi biết, hoặc là tôi sẽ trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị ở đấy để xem cá mổ này tiến lượng thế nào, chi phí thế nào, sau đó thì tôi sẽ xuất quỹ thôi. Rất là cảm ơn bác sĩ trong quỹ thời gian bận rộn của mình đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Trước hết, anh có thể chia sẻ với mọi người về công việc thường ngày của mình cũng như là những thói quen sở thích của anh. Tôi thì là chuyên về phẫu thuật cuộc sống ở khoa phẫu thuật cuộc sống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngay sinh viên thì cũng là từng học ở Đại học Y Hà Nội. Hiện nay thì công việc chính của tôi là khám chữa bệnh cứu người thôi. Ngoài ra thì tôi cũng hay chia sẻ những cái kiến thức về dự phòng sức khỏe cho mọi người trên các cái nền tảng 4.0. Vì mọi người bây giờ cũng hay thường sử dụng các cái thiết bị thông minh mà. Đấy, còn cuộc sống thì còn giống như bao người khác thôi. Anh đã theo đuổi công việc là bác sĩ trong ngành y được bao nhiêu lâu rồi ạ? Bước vào trường y là gần 19 năm là bắt đầu học trường y. Ra trường đến bây giờ đi làm được 12 năm. Trong 12 năm đó thì tôi chuyên về phẫu thuật cuộc sống. Ngoài ra còn tư vấn cho mọi người về dự phòng sức khỏe bệnh tật thông qua lối sống, kiểm tra sức khỏe định kỳ, tập thể dục thể thao và dinh dưỡng. Chính vì sự lan tỏa của anh trên mạng xã hội và đặc biệt là với vẻ ngoài rất điển trai, soái ca như ngày hôm nay. Đọc được điều đó rất nhiều trên mạng xã hội và báo chí rồi, nhưng mà ngày hôm nay gặp trực tiếp bác sĩ Trần Quốc Khánh thì Thùy Linh xin được công nhận vẻ ngoài soái ca của bác sĩ ạ. Là một bác sĩ mà lại nổi tiếng như thế, điều này nó có những cái ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh không? Thực ra thì mọi thứ yếu tố bên ngoài nó phụ thuộc vào mình là chính thôi. Giống như người ta hay nói câu là khí. Mà cái sự nhận thức và mọi thứ của mình bên trong nó lớn hơn bên ngoài ấy, thì những yếu tố bên ngoài nó không chi phối mình nữa. Tôi nghĩ là chuyện này, khi mà cha mẹ sinh ra một cái hình hài này, được cao to khỏe mạnh này, đó là cảm ơn cha mẹ, cảm ơn những bậc sinh thành. Nhưng mà tôi cũng không phải là lấy cái hình hài này để có thể tự tin quá mức. Mà cơ bản nhất là gì? Đó là tôi muốn cố gắng, thứ nhất là giữ thân thể khỏe mạnh, thứ hai nữa là giữ cái tâm hồn mình. Quan trọng đẹp nhất vẫn là tôi nghĩ là đẹp về tâm hồn, các cái ứng xử trong cuộc sống của tôi ấy, thì đó mới cái mà tôi muốn hướng đến và tôi muốn lan tỏa, và cũng là cái mà để tôi muốn xây dựng để làm gương và cũng là chia sẻ cho con cái sau này. Rất là hay khi bác sĩ có nhấn mạnh về những cái cốt lõi, những cái giá trị từ bên trong. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là để mình có thể có được những cái quan điểm và lập trường vững vàng như thế cần có nhiều trải nghiệm và có cả thời gian nữa. Tôi may mắn được thừa hưởng. Đầu tiên là tôi được sinh ra và được nuôi dưỡng trong một gia đình mà tràn ngập tình yêu thương. Đặc biệt là thực ra là cha mẹ và ông bà nào cũng thương con cháu cả. Nhưng mà tôi thì tôi cảm nhận cái tình thương của bà nội tôi, của ông nội và cha mẹ tôi đối với tôi thì nó gần như là nó ngập tràn. Và chính khi mà tâm hồn tôi được sinh ra và nuôi dưỡng trong cái ngôi trường đấy, thì tự nhiên cái tính mình nó điềm tĩnh hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và thậm chí là không bao giờ nghĩ đến cái việc làm việc không tốt cả. Chưa nói chuyện làm, mà cái chuyện nghĩ đến cái việc đó mình đã không nghĩ đến. Đó là cái may mắn đầu tiên. Cái thứ hai nữa là tôi cũng là một bước ngoặt để tôi làm nghề y, đó là một cơ duyên. Và khi trong làm nghề y thì cũng chứng kiến những mảnh đời trong đấy, những cái thăng trầm, những người ở cuối của cái tầng đáy xã hội, những cái nỗi cùng cực. Và tôi cũng trải qua những chứng kiến những cái đó. Thực ra dù là người vô cảm kiểu gì thì khi chứng kiến những cái đó, mình cũng rung động,
và mình cũng cảm nhận những cái nỗi đau mất mát đấy, chia sẻ với người ta, đồng cảm. Và đó tự nhiên nó cũng thấm cuộc đời mình. Cảm giác cuộc đời nó vô thường, có thể hôm nay đang chỗ này đang đỉnh cao, ngày mai có thể chả còn gì nữa. Và mình phải thấy trân trọng những phút giây mình sống. Cái thứ ba nữa đó là tôi cũng hay đọc sách. Sách thực ra đó là cái gì đó nó khó diễn tả lắm, nhưng mà nó sẽ ngấm vào tôi một cách nó từ từ. Và cảm giác tôi tự mình nhận thấy là gì, mặc dù năm nay tôi mới 38 tuổi, nhưng tôi cảm giác là mọi thứ đối tôi bây giờ tôi toàn sống hướng về bên trong nhiều hơn. Tôi cảm nhận là mọi thứ bên trong mình mới quan trọng. Tôi hay lắng nghe cơ thể mình hơn, hay lắng nghe những cái câu hỏi của mình. Đứng trước mỗi quyết định của tôi luôn hỏi mình là mình làm vì điều gì, vì sao mình làm quyết định này. Ví dụ cũng có rất nhiều trong công việc cũng rất nhiều những lời mời rất là thú vị, nhưng tôi luôn đặt câu hỏi là mình nếu quyết định ở đó thì vì cái gì, vì mình vui hay vì tài chính hay là vì cái gì đó. Tự bản thân mình trả lời được thì tôi sẽ tự đưa ra câu trả lời cho mình. Rất là hay ạ. Bác sĩ Khánh vừa rồi có nói rằng cái việc mà anh đến với ngành y nó cũng gọi là một bước ngoặt trong cuộc đời của mình. Tại sao lại coi là bước ngoặt và cơ duyên đó diễn ra thế nào? Cả dòng họ nhà tôi đến thời điểm này chưa ai nghề y cả. Và cha mẹ tôi là công nhân. Nhà tôi thì ngay cấp 3 của lớp 12 là tôi đầu học sinh giỏi quốc gia. Tôi được tuyển thẳng trường đại học, nghĩa là tôi được quyền chọn trường đại học. Thì đầu tiên tôi định chọn làm thầy giáo dạy sinh học, vì là tôi rất là thần tượng người thầy của tôi. Và cái ngày mà tôi nhận được cái giấy là đầu quốc gia được chọn trường ấy, thì tôi đang định là chọn vào làm sư phạm sinh học. Nhưng một ngày tôi đang trên đường đi xe đạp ra thị xã Hà Tĩnh ấy, thì trên đường đi tôi thấy một bà cụ đi bên đường ấy. Thì thói quen của tôi khi nào thấy ai đi bộ là mà đi cùng chiều là mình sẽ hỏi cụ có đi không để chở cụ đi. Thì khi tôi chở cụ đi thì cụ cũng chia sẻ là cụ ra bệnh viện tỉnh để chăm con trai. Con trai thì bị tai nạn và nằm ở bệnh viện tỉnh là gần một tháng rồi đấy. Mà bây giờ là trâu bán rồi, nhà không còn gì cả. Nhưng mà bác sĩ thì bảo là cũng chưa biết ngày nào mà con trai có thể tỉnh lại. Và khi mà tôi chở bà cụ ra bệnh viện tỉnh thì tôi cũng chả giúp được cái gì nữa, vì trong người không có tiền. Nhà tôi lại chợt nghĩ là tại sao mình không theo y đi. Theo y thực ra chưa ai làm nghề y, nhưng mà mình theo y thì có thể mình sẽ giúp được mọi người một cách nó đầy đủ hơn, nó trực tiếp hơn nữa, chứ không phải là mỗi cái chuyện giúp tiền bạc là cái cống chở này. Đấy, và sau đó tôi đạp một mạch từ bệnh viện tỉnh và tôi đạp về cái thầy dạy của tôi ấy, tôi mới hỏi xin phép thầy. Thưa thầy là con cũng đầu định là học sư phạm sinh theo thầy, nhưng mà bây giờ thì con thấy là ý cũng là một cái nghề hay mà cũng cứu người, thì cho con được làm y. Thế thầy tôi đồng ý. Nhưng nhắc lại ngày này tôi rất là xúc động, vì một người thầy mà tôi xem như người cha. Thùy Linh cũng cảm thấy rất là xúc động khi mà bác sĩ Khánh có nhắc tới những người có ảnh hưởng cho cuộc sống của mình. Chắc hẳn thầy là một người rất quan trọng, có ảnh hưởng cho cuộc sống của anh. Tôi phải gọi là một người cha thứ hai, mà gọi là người cha thứ hai một cách rất là trân trọng. Ngày mà tôi về ở với bà nội, tôi xa cha mẹ từ bé cơ. 8 tuổi tôi là về ở bà nội, vì nhà cha mẹ tôi ở trong rừng ấy, tôi không có cơ hội đi học. Khi tôi về bà nội thì thực sự là ông bà cũng nhiều tuổi, và cái sự chia sẻ của ông bà đối với mình là vẫn có một cái gì đó tình yêu thương thì dạt dào, nhưng mà kiểu không có sự gần gũi giống như cha mẹ. Thì gần như tôi là một cậu dễ mèn phiêu lưu kỹ. Tôi cũng tự mình tất cả trong cuộc sống, từ vã chạm cuộc sống mọi thứ tôi cũng tự trưởng thành. Và khi mà tôi lên cấp 3 gặp thầy ấy, thì người thầy là không những dạy cho tôi về kiến thức, mà thầy còn dạy cho tôi trong các cái đối nhân xử thế, từ lời ăn tiếng nói cho đến các cái quyết định trong cuộc sống. Là từ cấp lớp 10 là thầy đã dạy tôi. Dẫn đến mà khi ngày lớp 12 mà khi tôi đầu học sinh giỏi quốc gia ấy, thì thực sự là hai thầy trò vô cùng xúc động. Thầy cũng là người đầu, tôi là người đầu tiên mà thầy bồi dưỡng mà được. Tôi học trường làng mà. Ngày xưa ở thi học sinh giỏi quốc gia thường là các bạn ở trường năng khiếu, trường tròn tỉnh. Còn tôi là trường làng, là học sinh đầu tiên của thầy ở trường làng mà đầu học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng đại học. Thầy cũng rất tự hào và tôi cũng rất tự hào. Thực ra hai thầy trò thì tôi giống như kiểu hạt cát ấy, và mọi người không ai để ý đến đâu. Nhưng mà thầy thì thầy nhận ra và thầy yêu quý, thầy nuôi dưỡng về nhân cách. Các cái đối nhân trong cuộc sống của tôi là ảnh hưởng của thầy rất là nhiều, vì tôi xa cha từ bé cho nên là ảnh hưởng của thầy rất là lớn. Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Có vẻ như là chính hoàn cảnh khó khăn nó lại mang tới cho mình rất là nhiều động lực trong cuộc sống. Bởi vì quan trọng nhất là chúng ta được sống trong một môi trường tràn ngập tình yêu thương. Tình yêu thương của cha mẹ này, tình yêu thương của gia đình này, của thầy giáo này. Chính điều đó đã hun đúc lên ở trong bác sĩ Khánh dường như là ngay từ khi còn rất là nhỏ.
những cái sự nhân ái, những cái tình cảm yêu thương như vậy để anh quyết định lựa chọn để mình có được một cái bước ngoặt trong cuộc đời, đó là ngành y. Tới thời điểm đó thì anh có lường trước được rằng cái quá trình học tập nó sẽ kéo dài và sẽ có rất là nhiều khó khăn nếu như mà theo đuổi công việc này không? Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chuyển đấy. Tôi chỉ biết là tôi đi vào học y thì tôi có thể giúp được, có cơ hội giúp trực tiếp được nhiều bệnh nhân hơn. Tôi chỉ có suy nghĩ đấy thôi. Còn cái chuyện tôi không lường được cái chuyện nghề y vất vả thế nào đâu. Mà thực ra đối với tôi thì khái niệm vất vả nó cũng không là gì. Thực sự là thế. Vì những năm tháng học sinh thì ấy là cũng quáng quật dễ men phiêu lưu ký từ bé rồi. Ngày ra y Hà Nội, bạn bè cũng rủ tôi chơi điện tử rồi cũng chơi cả trò. Tôi vẫn nói một câu mà mình không bao giờ được phép hư. Tôi tự nói với bạn bè và tôi nói với tôi thế. Vì sau lưng tôi, trên vai tôi có cả cha mẹ, có cả cha mẹ, ông bà đều là rất là khó khăn ở quê và gửi gắm niềm tin vào tôi hết rồi. Cho nên tôi bảo là có ma túy tôi không nghiện được và vứt tôi trong môi trường điện tử tôi không bao giờ thứ được. Đấy. Tức là mình đã xác định cái tâm lý nó vững từ bé như thế. Nên tôi trồm vía, đó là một cái gì đó nó cũng hun đúc tôi từ bé. Là bác sĩ thì chắc hẳn là anh cũng sẽ gặp gỡ rất là nhiều những hoàn cảnh sống, những mảnh đời khác nhau. Và có những cái câu chuyện gì đáng nhớ, chắc hẳn là nhiều lắm. Nhưng mà đến bây giờ để nghĩ lại cái câu chuyện khó quên ấy, thì anh muốn nhắc tới những câu chuyện gì? Thực ra những câu chuyện thành công ấy, thì tôi ít nhớ hơn. Vì những câu chuyện cảm giác mình bất lực ấy, thì mình thấy bị ám ảnh hơn. Hoặc là những câu chuyện mà đáng tiếc ấy, thì mình sẽ nhớ hơn. Đáng tiếc đấy không phải là đáng tiếc là mình làm đáng tiếc, mà vấn đề là ví dụ như này. Có những câu chuyện mà đáng tiếc là ví dụ như đầu tiên ấy, đó là rất nhiều bệnh nhân đến viện. Mà nếu mà những người đấy hiểu biết về một chút thôi về sức khỏe, để mà đi kiểm tra sức khỏe sớm hơn chỉ cần một chút thôi, thì khi đến viện này, các bác sĩ sẽ có cơ hội cứu được bệnh nhân này rất là cao. Ví dụ này, anh ấy một doanh nhân mà đầu tư phòng khám. Thì cứ khoảng 3 tháng anh ấy đến phòng khám của anh ấy, sau đó được nhân viên anh ấy lấy máu xét nghiệm, siêu âm, X quang, điện tim. Và mọi người sau mỗi lần đấy đều bảo với anh ấy là tất cả kết quả sức khỏe đều tốt. Và anh ấy cứ nghĩ mình tốt. Rồi đến một ngày thì anh ấy thấy ăn không ngon miệng và hơi gầy sút cân. Thì thông qua một người bạn mới dẫn đến gặp tôi. Thì tôi mới hỏi một câu thôi, mà anh có đi kiểm tra sức khỏe định kỳ không? Anh ấy bảo có. Thì anh có đi nội soi dạ dày đại tràng không? Bảo chưa bao giờ. Tôi đến phòng khám tôi nhưng mà thường các bạn cho xét nghiệm máu siêu âm thôi. Mà trong khi những cái xét nghiệm đó không thể phát hiện được những khối u nằm trong đường tiêu hóa. Ví dụ nó nằm trong thực quản, nằm trong dạ dày, nằm trong đại tràng. Và phản xạ đầu tiên của tôi lúc đó là tôi nghĩ là chắc chắn là bác này có vấn đề về đường tiêu hóa rồi. Và tôi cho đi nội soi thì khi nội soi ra thì bác ấy có một khối ung thư dạ dày rất là to. Nó chèn hết cả cái dạ dày rồi. Và khi mà nhận được kết quả đó thì bác ấy bị sốc. Tôi nhờ một chuyên gia về phẫu thuật dạ dày ở Việt Đức xếp cái lịch mổ cho bác đấy. Thì trong 2 ngày chờ mổ thì bác ấy bị cái khối u nó vỡ ra, nó chảy máu, xuất huyết tiêu hóa do ung thư vỡ. Vì sao lại thế? Vì bác ấy bị stress. Tức là mình đang ở tài chính có và suốt ngày đi kiểm tra sức khỏe thì mọi người bảo là bác ấy tốt. Và cuối cùng là bác ấy bị sốc và cuối cùng cả đêm hôm đấy là bác ấy nhập viện mổ cấp cứu. Sau đó thì bác ấy phải nằm hôn mê thở máy, bác ấy sống được khoảng 6 tháng. Tức là nó là những cái đáng tiếc. Nếu mà chúng ta hiểu biết một chút, chúng ta biết là gì, đi kiểm tra sức khỏe nó phải đầy đủ thế nào, được gặp những chuyên gia sức khỏe tư vấn thế nào thì không để là đáng tiếc như thế. Cái câu chuyện đó là câu chuyện mà tôi cũng hay ám ảnh và tôi cũng đã viết trong cuốn sách của tôi đấy, bác sĩ tốt nhất của nhà mình đấy, để thức tỉnh mọi người hãy chủ động đi kiểm tra sức khỏe là vì thế. Anh vừa nhắc tới một trong 2 cuốn sách mà được bác sĩ Khánh phát hành trong thời gian vừa qua, Nơi ánh sáng không bao giờ tắt và Bác sĩ tốt nhất của nhà mình ạ. Để có thể hoàn thiện 2 cuốn sách này chắc hẳn cũng mất nhiều thời gian, bởi vì quỹ thời gian mà anh dành cho chuyên môn cũng nhiều mà. Mọi người có hỏi tại sao mà bác sĩ bận thế mà viết một lần 2 cuốn sách. Một cuốn gần 2 cuốn đều gần 300 trang. Thực ra thì tôi vẫn nói là 2 cuốn sách này thực ra là đã viết từ 10 năm trước. Tức là 10 năm trước khi tôi bước vào nghề mổ xẻ chữa bệnh cứu người ấy, thì những câu chuyện nghề, những tình huống trong cuộc sống ấy là đã được tôi ghi dấu ấn. Kể cả trong sổ ghi thì là từ ngày có mạng thì tôi viết trên mạng, rồi tôi viết trong máy tính những câu chuyện nghề trong 10 năm đấy. Và kể cả những cái lời khuyên sức khỏe, những cái kiến thức sức khỏe tôi cũng hàng ngày tôi chia sẻ cộng đồng trong suốt khoảng 6-7 năm qua. Nó là tổng hợp và 2 cuốn sách này thực ra nó là một sự tổng kết của một cái hành trình chia sẻ sức khỏe và hành trình của nghề nghiệp của tôi trong hơn 10 năm. Chứ nó không phải là những cái gì đó, nó cảm xúc nhất thời. Bộ sách của bác sĩ Trần Quốc Khánh gồm 2 quyển, Nơi ánh sáng không bao giờ tắt và Bác sĩ tốt nhất của nhà mình. Nơi ánh sáng không bao giờ tắt
lần dở lại hành trình anh đến với ngành y, những trăn trở đắn đo và thăng trầm với nghề. Trong khi đó, bác sĩ tốt nhất của nhà mình như cẩm nang nên có trong mỗi gia đình. Những trang viết, bác sĩ Quốc Khánh chia sẻ kiến thức y học thường thức như cách phòng tránh ung thư, trầm cảm sau sinh, ảnh hưởng của rượu, bia với sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe, những bài tập về xương khớp và cột sống. Bộ sách đang là kỷ lục của nhà phát hành Thái Hà Book về doanh số. Khi được lên kệ vào ngày 18 tháng 6, thì sau 2 ngày, 6.000 bộ in đã được tiêu thụ. Đây là những cuốn sách của bác Khánh vô cùng tâm huyết. Đây là hai đứa con tinh thần của bác sĩ Khánh. Được Thái Hà Book phát hành và Thái Hà Book chọn là cuốn sách tháng 6 là cuốn sách mừng sinh nhật của Thái Hà Book năm nay. Một bản sách đặc biệt độc nhất, bìa da, chạm các tên tác phẩm, tờ gác in thủy ấn họa và bụng, cạnh sách mạ vàng vừa được đấu giá trên trang cá nhân của bác sĩ Trần Quốc Khánh. Kết quả bán được 50 triệu đồng, cùng đóng góp của Mạnh Thường Quân 110 triệu đồng sẽ được bác sĩ Quốc Khánh cùng Thái Hà Book quyên vào quỹ vaccine COVID-19. Bác sĩ Khánh có thể làm được rất là nhiều việc, vẫn tập trung làm chuyên môn này, viết sách này. Và đặc biệt là từ rất lâu rồi, anh còn giữ thói quen chia sẻ trên mạng xã hội những cái thông tin về sức khỏe cho cộng đồng, cho mọi người trên Facebook này, trên YouTube này, trên website của mình. Ngày trước ấy, là tôi mỗi lần tôi đi phẫu thuật ấy, thì tôi có những ca mổ khoảng 5-6 tiếng, rất là hoành tráng. Và tôi nghĩ, ủi, thế là mình xuất sắc lắm rồi. Nhưng sau tôi nghĩ ra này, tại sao mà những cái bệnh để người ta, vì sao để người ta đến viện? Vì sao mà chúng ta không thông tin cho người ta những cái để người ta dự phòng? Thì nếu mà để người ta không phải đến viện thì nó còn tuyệt vời hơn. Và khi mà cái thời đại 4.0 bùng nổ ấy, thì tôi mới nhận ra một điều là gì? Một bài viết kiến thức của tôi có thể ngồi biên tập từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng là xong một bài viết về kiến thức. Và tôi viết một bài để tôi share lên cộng đồng, thì có những bài viết của tôi khoảng 20-30 nghìn lượt chia sẻ, hàng triệu lượt đọc. Thì có nghĩa là hàng triệu người đấy sẽ cảm nhận được cái kiến thức đấy. Không được 10 thì cũng được 5-6. Và sau đó người đấy kiến thức, khi một ai nhận được, nó là vĩnh viễn là thuộc về mình. Và người ta có thể sán sẻ cho thành viên trong gia đình để người ta hiểu, à, bác sĩ Khánh bảo là cái này là phải đi nuôi sói này, ăn uống là không nên xào rán nhiều này, quả trứng luộc thì tốt hơn quả trứng rán này, ví dụ thế. Thì những cái kiến thức đó nó sẽ là gì, tôi có thể bỏ một tiếng thôi, nhưng có thể kiến thức nó là rất là lớn, sự ảnh hưởng rất là lớn. Đấy. Và hàng ngày vì thế mà tôi luôn luôn cố gắng dành tối đa những cái thời gian có thể nhất để chia sẻ những kiến thức về phòng bệnh. Và tôi luôn nói mọi người, phòng bệnh là con đường tốt đẹp, chuyên nghiệp nhất, giá trị nhất và rẻ tiền nhất để chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh. Với một người bác sĩ với chuyên môn như anh, bởi vì chúng ta là người phải trao niềm tin, trao hy vọng tới cho người bệnh, phải không ạ? Đúng rồi. Vì sao mà tôi trong cuốn sách tôi viết gọi là nơi ánh sáng không bao giờ tắt. Nơi ánh sáng không bao giờ tắt là tôi viết một câu chuyện trong cuốn sách là câu chuyện về phòng mổ của Việt Đức. Phòng mổ Việt Đức là bệnh viện Việt Đức là hơn 100 năm, 110 năm lịch sử, và trong đó có cái ánh sáng của đèn phòng mổ. Ánh sáng đấy tôi nói là gì? Ánh sáng đấy là soi rọi cho những ca mổ. Nhưng ánh sáng đấy cũng là ánh sáng của niềm tin, của hy vọng thắp lên cho những người nhà bệnh nhân đang ngồi chờ bên ngoài kia. Và tôi nói là ánh sáng đó là ánh sáng của niềm tin, của hy vọng. Cho nên tôi luôn luôn là gì? Muốn lan tỏa. Thứ nhất là mình phải giữ được, không phải giữ đâu. Thực ra cái sự lạc quan trong tôi nó là tự nhiên. Nó được hun đúc từ bé, được qua sách vở mọi thứ, và tôi thấy nó lạc quan tôi là tự nhiên. Và tôi luôn luôn lan tỏa cái đó đến cho những, kể cả cho vợ tôi, cho con tôi, cho gia đình, cho bạn bè và cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân. Vì sao mỗi lần tôi đi buồng hoặc mỗi lần tôi tiếp xúc bệnh nhân, thường là tôi có thể là gì, tương tác bằng những cái nụ cười, bằng những ánh mắt, bằng lời hỏi thăm, bằng cái nắm tay. Vì tôi hiểu là đối với người ta đang cần những cái điều đấy, chỉ cần một chỗ dựa thôi, một lời hỏi thăm thôi. Có những bệnh nhân các cụ đi ra ở quê ra rất là xa xôi ra, tôi chỉ hỏi câu là nào ở nhà làm mấy sao ruộng, năm nay được mua không? Một câu hỏi thôi nhưng cảm giác người ta bảo, à, rồi ôi, bác sĩ nó gần gũi thế. Đấy, mặc dù đó mình là hỏi thật tha và mình cũng hiểu là đó là nghề thuật sống luôn. Vừa là nghề thuật sống nhưng mà mình nghề thuật sống một cách chân thành, chứ không phải là nghề thuật sống một cách giả tạo. Và tất cả những cái đó là bệnh nhân sẽ cảm nhận được. Có tình huống nào mà bác sĩ khó xử với chính bệnh nhân và gia đình bệnh nhân không? Bởi vì khi mà bệnh tình nặng hơn, không thể nào mà chữa khỏi ngay được cũng như là chữa khỏi được. Nhưng mà gia đình không hiểu thì lại có những cái tác động tiêu cực đến với bác sĩ chẳng? Ra những cái đó thì gần như là các bác sĩ nào cũng sẽ vướng mắc thôi. Nhưng mà tôi thì những câu chuyện đó tôi cũng có nhưng mà ít. Và tôi cũng ít khi lưu nhớ. Cơ bản nhất thế này này, khi mà tôi thì trộm vía cả chả hiểu sao nhưng cũng hay nhạy cảm. Khi mà có những bệnh nhân có những cái tiếp tương tác ấy mà tôi cảm nhận bệnh nhân chưa hiểu rõ hoặc người nhà chưa hiểu rõ ấy,
thì tôi thường là sẽ gọi điện này, thậm chí là nếu chưa gặp trực tiếp thì gọi điện để giải thích, người ta hiểu câu chuyện. Thậm chí đến vì sao mà cho nên là ít khi mà có những bệnh nhân nó xung đột với tôi, người khác tôi không biết nhá. Đấy, nhưng mà tóm lại là sự xung đột giữa thầy thuốc và người nhà chủ yếu xuất phát từ cái sự không hiểu nhau, chưa hiểu câu chuyện bệnh tật, chưa được giải thích thấu đáo. Hầu như là sự xung đột xảy ra ở đấy. Và tôi hiểu câu chuyện đó nhưng tôi thường giải thích kỹ. Thứ hai nữa là gì? Nó là thậm chí tôi còn nhớ có những trường hợp bị tai nạn nặng vào Việt Đức, tôi cứu mà để khi bệnh nhân không qua được mà hết ngày 3 ngày xong ấy thì người nhà vẫn đến, vẫn cảm ơn tôi. Vì thực ra là người ta cảm nhận được cái sự cố gắng của tôi này, sự chân thành và sự quyết tâm. Vấn đề là cái mệnh đến đấy thì chúng ta làm sao chữa được. Nghĩa là gì? Chúng ta nếu làm tốt nhất mọi thứ thì bệnh nhân và người nhà đều sẽ thấu cảm hết. Chắc chắn là mọi người sẽ cảm nhận được. Vậy còn cả những kỷ niệm vui với những bệnh nhân mà có rất nhiều gắn bó với bác sĩ, được bác sĩ chữa khỏi bệnh, có thể gọi là nhờ bác sĩ mà được hồi sinh sự sống. Có những câu chuyện tôi viết trong cuốn sách của tôi viết đó là nhân duyên. Đó là gì? Ngày tôi sinh ra ở miền núi ấy, thì ngày đấy là không có trạm y tế đâu, sinh như sinh rới thôi. Thì mẹ chuẩn bị chuyển dạ thì mẹ gọi cái bác mà bác gọi là y tá của cái làng này đến và cái cắt rốn cho tôi này, đỡ đẻ cho tôi và cắt rốn này. Thì đó là 30 ngày, đó là 35 năm trước nhá, 38 năm trước, nhưng 35 năm trước là như thế. Sau đó cái đấy 3 năm ấy là năm tôi 35 tuổi, là bác ấy bị có một khối u trong cột sống và bác ấy bị yếu hai chân, sắp liệt. Bác ấy ở Nghệ An ấy, sau đó bác ấy ra Việt Đức thì tôi là trực tiếp mổ lấy cái u ra cho bác ấy. Ấy, và tôi có viết một câu chuyện gọi là nhân duyên. Nhân duyên là gì? Bác ấy đã đỡ đẻ tôi và cho tôi cuộc sống này, và tôi cũng đã phẫu thuật và tôi đã trả lại cho bác ấy một cuộc đời mới. Nếu tôi không mổ cái đó thì bác ấy bị liệt hai chân, và khi tôi mổ xong bác ấy đi lại được và bác ấy không bị liệt nữa, nghĩa là cuộc đời của bác ấy được sáng trang mới. Cái ngày Tết năm đó tôi cũng về thăm bác đấy. Trong cuốn sách tôi viết tôi còn chụp cả bức ảnh hai bác cháu ngày Tết tôi đến thăm bác đấy. Hai bác cháu đứng ở giữa sân nhà bác ấy chụp một bức ảnh. Gọi là nhân duyên cuộc đời. Đấy, nhiều khi chúng ta có thể là trong cuộc đời nó có thể ngắn thôi, nhưng chúng ta có thể thấy sự nhân quả trước mắt luôn. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời nuôi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mình. Anh cũng nhắc tới luật nhân quả, một trong những tinh thần rất điển hình của Phật pháp ạ. Rõ ràng là khi mà chúng ta trao cho nhau những cái tình cảm yêu thương một cách rất là chân thành, đôi khi là quên mình đi để mà dành cho mọi người những cái gì tốt nhất bằng cái tình cảm yêu thương, thì đến một lúc nào đó thôi, không sớm thì muộn, thì chúng ta cũng sẽ nhận lại những cái thành quả nhất định từ chính những cái điều mà chúng ta đã trao đi. Bên cạnh đó, bác sĩ vẫn còn duy trì quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo rất là lâu rồi. Đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi ạ? Khoảng 4 năm. Dạ. Thực ra vì sao tôi thành lập cái quỹ này, có một tình huống ám ảnh tôi này. Tức là có một hai mẹ con ở trên Tây Bắc ấy, con gái 16 tuổi bị gãy cột sống cổ, vào Việt Đức vào khóa tôi nằm, và may mắn gãy cổ nhưng không liệt, thì có chỉ định phẫu thuật. Mà khi phẫu thuật xong ấy là cháu có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng mà ngày mà các bác sĩ bảo của cháu phải mổ ấy, thì đúng buổi sáng đi buông ấy là chúng tôi chỉ định mổ. Thì buổi chiều tôi nghe tin một cái tin rất là sốc. Đó là điều dưỡng bảo là gì? Mẹ bệnh nhân xin ký hồ sơ cho cháu về. Thì tôi mới ngạc nhiên, mà tại sao mà một ca mổ thành công, tỷ lệ thành công cao và cháu trở lại cuộc sống bình thường mà lại cho cháu về? Thì mới tìm hiểu mới biết là gia đình cháu là người dân tộc gì đấy và không có tiền. Đến cả tiền ăn của một buổi trưa còn không có, phải các bạn người nhà bệnh nhân khác phải góp vào. Cho nên không đủ tiền để phẫu thuật. Và cái người mẹ, mình phải hiểu là người mẹ nào chả thương con, mà biết là có thể cứu con được nhưng mà lại phải xin con về vì không có tiền. Thì bạn hiểu là người mẹ nó sẽ đau đớn thế nào. Và cái cá bệnh của tôi rất ám ảnh. Tôi hôm đó thì cả công đoàn bệnh viện cũng là giúp ca mổ thành công. Song song với đó thì tôi lại có rất nhiều doanh nghiệp mạnh, rất nhiều người bạn có điều kiện. Họ sẵn sàng hỗ trợ. Chính xác. Và tôi hiểu là gì? Cũng có nhiều người là cũng đi làm thiện nguyện như đâu đấy. Thì tôi là người cầu nối. Thì một bên là những người rất cần, những giúp đỡ, những mảnh đời khó khăn. Một bên là những người có điều kiện và cũng muốn cho đi. Và tôi là cầu nối.
dẫn đến sau đó tôi về tôi viết một lá thư, một bức tâm thư và tôi gửi và tôi thành lập quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo. Để ra mặt thì tôi tổ chức hai đêm nhạc, một đêm nhạc ở trên quê hương Hà Tĩnh. Đêm hôm đó tôi nhờ mấy ca sĩ người bản tôi đến hát thôi, cũng được 750 triệu. Sau đó ra tôi cũng quen các anh chị ngoài ca sĩ ngoài này. Đêm hôm đó tôi còn nhớ có cả ca sĩ Thanh Lam, chị Thanh Lam cũng rất là quý và rất là thích thiện nguyện, chị cũng đến hát. Và hôm đó tôi sau hai đêm nhạc cả ở Hà Nội cả ở Hà Tĩnh thì được gần tỷ tứ. Và đúng đêm năm đó tôi mổ được khoảng gần 40 ca. Một ca tôi hỗ trợ tùy, nó dao động từ khoảng 20 triệu đến 40 triệu. Tùy cái chi phí của từng ca. Thực ra thì mình cứ làm thế thôi, mà thấy mình vui là mình làm. Bệnh nhân nghèo thì có lẽ là còn rất là nhiều. Vậy thì làm sao để quỹ từ thiện của chúng ta có thể đến được đúng người, đúng việc ạ? Có mấy cái. Đầu tiên phải nói là cái cơ duyên. Thực ra thì cũng có nhiều người nhờ tôi giúp, nhưng mà kiểu cảm giác cái cơ duyên không đến ấy, thì sự giúp đỡ nó không được tròn trịa. Còn những người mà có cơ duyên gặp ấy, cuộc đời nó có cơ duyên ấy, thì tôi đừng giúp tròn trịa. Và để mà xác nhận những ca mổ đấy thì thường là tôi sẽ hợp tác với phòng công tác xã hội của bệnh viện. Ví dụ có những người bảo về là có ca này, thường là tôi là một điểm đến để cho phòng công tác xã hội của bệnh viện hay gọi điện bảo Khánh ơi, có ca khó lắm, giúp được không? Thế là tôi lại bảo tôi gửi thông tin hồ sơ xem nào, sau đó tôi sẽ chuyên môn thì tôi biết, hoặc là tôi sẽ trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị ở đấy để xem ca mổ này tiến lượng thế nào, chi phí thế nào, sau đó thì tôi sẽ xuất quỹ thôi. Cơ bản nhất thì quan trọng là nguồn tiền thôi, chứ còn về chuyên môn về ấy thì tôi thường là tôi sẽ dễ có thể kiểm tra được cái chuyện đấy, vì tôi cũng thông qua cái phòng công tác xã hội bệnh viện. Thứ hai là mình trong nghề y, và phẫu quỹ của tôi là quỹ cho những bệnh nhân phải phẫu thuật. Quỹ cho bệnh nhân phẫu thuật thì thường là người ta cũng cái sự đóng chả ai muốn đi mổ cả đâu, thì nghĩa là người ta phải lên bàn mổ, nghĩa là người ta cũng là chắc chắn là bị bệnh nghiêm trọng rồi mới phải mổ đó. Thì nói chung cái chuyện mà để kiểm tra cái độ tin cậy của các cái cá bệnh thì nói chung nó nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận thấy rằng là ở bác sĩ Khánh ấy, luôn luôn tạo cho mọi người, đặc biệt là các bệnh nhân, sự rất là gần gũi ạ. Mà đây là cái yếu tố mà rõ ràng là rất là cần thiết khi mà chúng ta mong muốn được khỏe mạnh. Thì sức mạnh tinh thần là chúng ta phải có được niềm tin đã. Bác sĩ Khánh nha, không chỉ gần gũi với mọi người từ chuyên môn này mà lại còn trên mạng xã hội nữa. Đúng với cả bác sĩ của thời hiện đại, thời kỳ 4.0. Xin chào tất cả mọi người. Mời Khánh... Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình trò chuyện sức khỏe cùng bác sĩ Khánh vào 7 giờ tối thứ 3, tối thứ 5 và tối thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube bác sĩ Khánh. Hiện bác sĩ Khánh sở hữu Facebook cá nhân với hơn 54.000 người theo dõi, yêu thích. Website cùng fanpage với gần 8.000 người like. Dù có một lượng fan khủng trên mạng xã hội, nhưng bác sĩ Khánh lại là người biết đến Facebook khá muộn. Điều mà bác sĩ Khánh tâm đắc khi xây dựng Facebook cá nhân không phải để trở thành người nổi tiếng, mà là để chia sẻ kiến thức y khoa đến với cộng đồng. Mọi người thường nghĩ rằng là hút thuốc lá là sẽ chỉ mỗi bị phổi, không phải đâu. Hút thuốc lá là bị xương khớp, bị tim mạch, bị lão hóa rất là sớm. Và đặc biệt cả khớp nó thoái hóa và thoát vị rất là nặng nề ở những người mà hút thuốc lá nhiều năm. Mọi người hỏi bác sĩ là ung thư có lây hay không? Nó có lây giống như kiểu là virus cúm hay không, virus covid hay không, hay là... viêm gan hay không? Đặc biệt là chị em phụ nữ ở thời kỳ công nghệ này đó là bị trầm cảm. Đấy, và vấn đề là gì? Chúng ta không biết điều đấy và chúng ta để cho nó diễn ra một thời gian quá dài và để ra những cái hệ lụy, thậm chí là những trường hợp là tự tử. Nước trong dừa ấy là nước tinh khiết và trong này có rất nhiều các cái chất khoáng rất là tốt. Đấy, ngoài ra thì ở trong dừa này chúng ta khi làm lành ấy thì chúng ta sử dụng ấy, nó giải nhiệt và giữ được cái nước, như giải được nhiệt độ rất là cao. Bà Khánh xin được liệt kê 8 nguyên nhân gây ra thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm mà chúng ta hay gặp nhất. Số 1 đó chính là tuổi tác. Số 2 là các yếu tố di truyền. Số 3 là những cái bệnh lý nền kèm theo. Số 4 chính là tính chất nghề nghiệp. Số 5 là tăng cân và béo phì. Số 6 đó là những cái động tác bê vác vật nặng đột ngột hoặc là những cái động tác gắng sức đột ngột. Số 7 đó chính là các cái thói quen xấu trong sinh hoạt và cuộc sống. Số 8 đó các cái tai nạn, những cái tai nạn, những cái chấn thương trong cuộc sống. Thì trong video này bà Khánh sẽ nói 3 vấn đề. Một là đối với những người mà bị viêm loét dạ dày hoặc trong ngực dạ dày thực quản thì nên lưu ý cái gì trong ăn uống. Cái số 2 là những thực phẩm nào nên dùng, và cái thứ 3 là những thực phẩm nào nên tránh. Những cái nghề nghiệp này bà Khánh liệt kê sau đây là những nghề nghiệp mà rất hay bị thoát vị đệm và thoái hóa cuộc sống sớm này.
thứ nhất là những cái nghề nào mà ngồi lâu một tư thế liên tục. Ví dụ như chúng ta ngồi mà ví dụ như là làm nếu, làm móng ấy, ngồi gù gù quỳ liên tục này, sửa đồng hồ này, lái xe này, ví dụ như hầu hết 10 người lái xe taxi hoặc lái xe tải, lái xe đường dài ấy, thì khoảng 8-9 người là bị cột sống rất là sớm, cả cổ cả lưng, đặc biệt là vùng lưng. Vì chúng ta ngồi lâu một tư thế sóc sóc liên tục này thì cả cái địa đệm lưng nó thường bị tổn thương. Với tất cả những thành quả, những nỗ lực của bác sĩ Khánh trong cả hành trình vừa qua, hơn 10 năm làm nghề, có lẽ là gia đình, bố mẹ anh rất là tự hào về con của mình. Thì người bố, người mẹ nào cũng tự hào cả. Và tôi cũng cảm nhận cái niềm vui của bà nội, của cha mẹ khi mà có tôi cũng có trưởng thành ngày hôm nay. Nói từ thành công rồi thành quả thực ra nó khó đong đếm. Nhưng quan trọng nhất là mình làm được những công việc mình yêu thích này. Mình thấy vui vì công việc đấy này. Công việc đấy mang lại cho mình những giá trị cho cộng đồng này, cho xã hội này, có ý nghĩa nhân văn cao cả này. Thì đó chính là cái mà thành công rồi. Còn chúng ta không thể đong đếm bằng tiền bạc được. Và cái những công việc này của tôi thì thường là khi tôi có những chia sẻ hay rồi những ca mổ tốt ấy, thường là bệnh nhân hay cảm ơn trên mạng ấy, hoặc là nhắn tin, gọi điện, hoặc là có gửi những món quà nhỏ đến. Thậm chí là biết tôi ở đây không gặp được tôi thì cũng tìm về cha mẹ tôi ở quê để cảm ơn. Những bệnh nhân ở Nghệ An, Hà Tĩnh chẳng hạn. Thì đó là những cái niềm vui, nó là bất tận. Và niềm vui này tôi hiểu là niềm vui này là những món quà tinh thần mà tôi muốn gửi đến cha mẹ và bà nội và thầy giáo tôi, là những người đã hun đúc và xây dựng và đồng dạy dỗ tôi đến ngày hôm nay đấy. Cái niềm vui nó là vô cùng lắm. Vậy là sự hỗ trợ lớn nhất của gia đình đối với chúng ta đó chính là tình cảm yêu thương, là tri thức, là sự gắn kết chân thành cùng với nhau, chứ không phải là những giá trị vật chất. Đến bây giờ mỗi khi mà nhắc về cha, nhắc về mẹ thì mang lại cho anh những cái nguồn động lực, những cảm xúc như thế nào? Tôi có viết một lá thư gửi cho con trai tôi, dài khoảng 8 trang. Mặc dù con trai tôi viết năm tôi mới 36 tuổi, con trai tôi mới 6 tuổi. Nhưng mà trong đó thì tôi có viết một phần là về gia đình. Thì cha mẹ là duy nhất và chúng ta phải luôn có thể một sự kính trọng và các bậc sinh thành. Đấy. Và ý nghĩa là gì? Tôi muốn nói về con cái tôi ấy, là gì? Cha mẹ đấy là những cái gì đó nó là duy nhất, nó là thiêng liêng đấy, và chúng ta luôn luôn phải hướng về. Và trong cuốn sách tôi xuất bản, tôi cũng có viết một bài gọi là chuyện ngày Vu Lan đấy, là cái ngày Vu Lan là cái ngày mà chúng ta hướng về các bậc sinh thành, những người đã nuôi dưỡng sinh ra ta. Nhưng mà có những hôm đó tôi, cái ngày Vu Lan năm ngoái ấy, là tôi khám bệnh đúng ngày hôm đó là ngày tối chiều thứ sáu. Tôi khám bệnh và có một bà cụ bước vào rất là già, cầm phím run run tay này vào. Sau đó khi tôi khám xong, tôi bảo là tôi nói với bà là bà ơi, của bà là chưa tìm ra bệnh và bà phải ở lại bệnh viện để chúng cháu chụp chiếu thêm. Và khi nghe giới thiệu tôi đã nói như thế thì bà cầm hồ sơ buổi chiều nhé, cuối giờ chiều thứ sáu đấy, bà bước ra ngoài và bà khóc. Bà khóc vì bà đi một mình và chưa ra bệnh và phải ở lại bệnh viện, tức là ý như một cái gì đó nó cô độc của tuổi già. Và hôm đó thì tôi ra ngồi sóng buổi đó, tôi bị ám ảnh cái hình ảnh bà cụ đi dọc hành lang đấy. Và tôi có viết một bài viết gọi là ngày câu chuyện cảm xúc ngày Vu Lan. Ngày này có thể nơi này tiếng hoa đăng soi sáng, nơi kia tiếng chuông có thể nguyện cầu vang lên. Nhưng ở nơi này vẫn có những người mẹ cô đơn một mình như thế. Và tôi luôn kêu gọi các đứa con là gì? Hãy hướng về cha mẹ mình nhiều nhất có thể khi cha mẹ còn sống. Bận rộn như vậy rất là nhiều việc. Bằng cách nào để anh có thể quan tâm và gần gũi với cha mẹ của mình? Thực ra thì có một câu tôi hay nói với mọi người, bảo là tại sao mà bác sĩ làm được nhiều việc như thế. Thì tôi nói câu thế này: khi chúng ta quan tâm và yêu thích việc đó thì chúng ta luôn có thời gian cho nó. Còn khi chúng ta không yêu thích cái gì, chúng ta luôn có lý do để từ chối. Đấy. Cho nên là khi mà tôi hiểu là cái giá trị của cha mẹ, của bà nội, của những người yêu thương ấy, thì tôi luôn dành thời gian. Thứ nhất, ngày trước thì tôi hay có cơ hội là tôi về. Tôi còn nhớ kỷ niệm ngay tôi nhập Y Hà Nội là khóa 100 năm của trường Y Hà Nội. Mà 100 năm, tôi là khóa 100, là cực kỳ tự hào. Ngay đó nhà trường tổ chức một cái cắm trại rất là lễ hội rất là lớn. Nhưng mà cho nghỉ học mấy ngày. Nhưng mà tôi hôm đó tôi vẫn về. Thì cái anh chủ tịch hồi sinh viên mới hỏi bảo, tại sao 100 năm mới có một sự kiện này mà em lại về mà không ở lại. Tôi mới nói là bảo, thực ra đối tôi thì em thì ở xa cha mẹ ở quê ra đấy. Và mới ra mấy tháng, bây giờ cái cơ hội này, cơ hội ngàn vàng, mà cái nỗi nhớ của em đối với ông bà cha mẹ nó ngút ngàn quá rồi. Không có tấm trạng nào để mà vui ở đây được.
Thế là tôi vẫn cắt phép về. Và anh chủ tịch hội sinh viên bảo chưa thấy một sinh viên nào như em cả. Tức là tất cả mọi người đều hào hứng, đều có thể về cơ hội khác. Nhưng mà tôi thì không nói tôi về. Nghĩa là gì? Khi chúng ta yêu thích hoặc quan tâm điều gì nhất thì chúng ta luôn dành thời gian cho nó. Thời đại này thì nó cũng kết nối 4.0 rồi. Có những niềm vui nhỏ, những cái gì đó thì tôi có group của gia đình mà. Thì tôi hay chia sẻ lên đấy. Hoặc là hay bảo cha ơi, mẹ ơi, chụp cho con những cái góc nhà mình đi. Gửi đấy, đó là những cái góc nhà thân thương. Những cái đó là những cái gì đó để cái sợi dây kết nối, để cho tình cảm cha con và mọi thứ nó luôn luôn là ấm áp và luôn luôn nó gắn kết. Mình cảm giác mình thích những hình ảnh đấy. Đặc biệt sau những cá mổ mệt, những buổi công việc bận rộn ấy, thì thường tôi về hay tôi hay xem vào group gia đình. Tôi hay xem những cái câu chuyện trong gia đình, hoặc là tôi ngắm những cái ảnh của quê nhà. Thì tự nhiên thấy lòng mình nó nhẹ nhõm hơn, thấy nó bình yên và thấy mọi thứ nó đỡ xô bồ. Và Thùy Linh thấy rằng là những gì mà bác sĩ Khánh chia sẻ ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có những cái sức truyền cảm hứng và lan tỏa rất là nhiều, để có thể khơi dậy nên cho mỗi người những cái tình cảm yêu thương. Mà trước hết là chúng ta hãy học biết cách yêu thương bản thân mình, chăm sóc sức khỏe và yêu thương những người quan trọng nhất trong gia đình của mình, đó là cha, đó là mẹ. Nói tới đây thì Linh nhớ ra là bác sĩ Khánh có rất là nhiều tài lẻ. Bác sĩ Khánh có lẽ là cũng muốn mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ, khỏe hơn. Thế nên là trong những buổi live stream, bác sĩ Khánh cũng còn hát tặng cho mọi người theo dõi cơ. Vậy thì tại sao đến bước ngoặt cuộc đời ngày hôm nay, trong cái không gian mà cũng có rất là nhiều cảm xúc, chúng ta hãy dành tặng những cái câu hát tới cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, cho cha mẹ mình được không anh? Thực ra thì hát nó cũng là tôi cũng thích văn nghệ thể thao. Lúc này thì có thể là mọi sự chuẩn bị nó chưa được tròn trịa, nhưng tôi sẽ hát đôi câu hát. Một bài hát mà tôi cũng mỗi lần vang lên, đặc biệt là ca sĩ Bằng Kiều hát ấy. Tôi có mấy lần tôi nghe Bằng Kiều hát thì Bằng Kiều cũng khóc lúc hát. Và chúng tôi ngồi nghe giữa chúng tôi cũng khóc. Đó là bài Mẹ Tôi của Trần Tiến. Tôi xin hát đôi câu nhé. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngày kia mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em ngâm thơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm xa văn, nhìn cha thương cha chỉ lớn không thành. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa. Trời gió mấy ngàn một ngày khóc mẹ, trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối êm cho tuổi già úp mặt. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng con mình. Qua đây tôi muốn gửi đến cho những ai con cha con mẹ một cái lời gửi gắm là gì? Chúng ta hãy hướng về cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Vì những lúc chúng ta thành công chúng ta có thể vui và quên đi cha mẹ. Nhưng lúc chúng ta thất bại, chúng ta trở về thì luôn có cha mẹ mở rộng vòng tay và yêu thương vỗ về ta vô điều kiện. Trong chương trình ngày hôm nay được gặp gỡ với một người bác sĩ ạ, thế nên là Thùy Linh và khán giả cũng rất là tò mò, không biết là cái cách mà bình thường, cái chế độ ăn uống này, tập luyện và giữ gìn sức khỏe thường ngày của một bác sĩ như là bác sĩ Khánh sẽ như thế nào? Có nhiều người hỏi tôi là vì sao bác sĩ Khánh gọi là giữ form bên này, giữ thân thái. Thân thái, tức là trong cơ thể, thân thể chúng ta có hai phần thể chất và phần tinh thần. Trong đó phần tinh thần quan trọng hơn.
giống như chúng ta rất hiếm khi tìm thấy được những cái cơ thể khỏe mạnh ở những người có trải qua những cú sốc tinh thần lớn trong cuộc đời. Đấy. Nhưng mà đối tôi thì tôi cũng hiểu điều đấy. Và đầu tiên là tôi nuôi dưỡng tinh thần, tôi lạc quan là ngút ngàn luôn, luôn luôn tỏa năng lượng tốt đẹp đến mọi người. Và tôi cảm giác là có những người anh tôi bảo: Khánh ơi, có bao giờ em cạn năng lượng không? Thực ra thì tôi không bao giờ tôi hỏi câu đấy. Vì thực ra mỗi ngày với tôi là mỗi ngày cực kỳ là ý nghĩa. Và tôi chưa bao giờ thấy là tiếc nuối mỗi ngày đã quá cả. Tôi thấy là suy nghĩ này và hành động của bác sĩ Khánh rất đồng điệu với tinh thần và những quan điểm của Phật giáo ạ. Không biết là bác sĩ có thường xuyên đi chùa không? Thực ra công việc cũng bận, cho nên tôi cũng thỉnh thoảng có cơ hội tôi đi. Nhưng mà thường tôi sẽ đi vào những ngày mà vắng, chùa vắng nhất. Tôi muốn đến chùa, thực ra tôi không cầu xin nhiều, mà hầu như không cầu xin. Tôi chỉ đến để tìm sự một cái sự tĩnh lặng, một cái sự bình an. Mà thường là tôi đến chùa tôi sẽ tìm một cái góc nào đấy vắng, và sau đó tôi ngồi tĩnh tâm lại thôi. Và gần như là mình sẽ hướng vào bên trong nhiều hơn. Tôi nghĩ về những dòng chảy cuộc đời, thì những cái bước, những cái quay lại, giống như thước phim ấy, mình quay lại những cái ngày qua mình sống thế nào, mình cư xử thế nào, lời nói của mình đã thế nào. Tổng lại một cái gì đó mình tĩnh tâm trở lại một chút. Thì tôi cũng không đi cầu xin cái gì cả, gọi là đi tìm một sự bình an trong tâm hồn mình thôi. Vâng, và cái sự bình an đó cũng là cái mục tiêu hướng đến của tất cả chúng ta trong cuộc sống này ạ, khỏe mạnh và bình an. Và rõ ràng có thể thấy là mỗi người sẽ có những cách đến với Phật Pháp khác nhau để phù hợp với tư duy, quan điểm và cuộc sống, môi trường sống của mình. Và với bác sĩ Khánh thì tôi thấy dường như tất cả những điều đó diễn ra một cách rất là tự nhiên, từng chút một. Và điều đó cũng đã góp phần để cho chúng ta trở thành một lương y, một người bác sĩ tốt. Đúng như là những thông điệp mà nghề y luôn luôn lan tỏa tới mọi người, đó là lương y như từ mẫu. Cảm ơn Thùy Linh. Có thể một chút bật mí về sự quan tâm hay là cũng có những kế hoạch gì đặc biệt của bác sĩ trong thời gian này không? Tôi sẽ tiếp tục trở thành, sẽ cố gắng là một người hoàn thiện, nhưng mà cố gắng đâu. Một cái hoàn thiện, một người thầy thuốc, vẫn là chữa bệnh cứu người, là cái nghiệp của mình, một cái gì đó nó gần như là sứ mệnh của mình. Thứ hai nữa là chia sẻ, lan tỏa những cái kiến thức sức khỏe cũng như năng lượng tích cực cho cộng đồng thông qua các cái nền tảng 4.0. Đối với gia đình thì nói chung tôi thấy đến thời điểm này tôi cũng không có cái gì phàn nàn cả. Tôi cũng thấy an yên và với những niềm vui của mình đang có. Chúc bác sĩ Khánh sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống của mình và tiếp tục lan tỏa, chia sẻ rất là nhiều những kiến thức tốt về sức khỏe tới cho cộng đồng và lan tỏa tới cho mọi người thật là nhiều những nguồn năng lượng tích cực như là bác sĩ Khánh vẫn đang tiếp tục trên hành trình đó của mình. Cảm ơn bác sĩ Trần Quốc Khánh đã đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay và chia sẻ những câu chuyện vô cùng thú vị. Xin cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với bác sĩ Trần Quốc Khánh. Cuộc gặp gỡ thì đã khép lại rồi, nhưng chắc chắn sẽ còn mở ra rất là nhiều những niềm tin, niềm hy vọng và tiếp tục đến với những hành trình khác nhau của mỗi người để chúng ta hướng tới sự bình an. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng Bước Ngoặt Cuộc Đời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.